Đây đây là đám rau ngải cứu như mình nè các bạn. Cây ngải cứu đấy, nhìn nó giống như cây hoa cúc đó các bạn. Thì cây này rất nổi tiếng trong việc điều trị xương khớp với là đau mấy khớp rồi đấy các bạn. Đặc biệt cây này ăn ăn thần cũng rất tốt các bạn. Và cách dùng của cây này thì rất nhiều người ta lấy cái đọt non này các bạn, như đọt non này nè, các bạn ngắt, các bạn bằm xào với trứng ăn, chiên với trứng rồi đấy, chiên hoặc xào với trứng đấy, ăn rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Nó tác dụng ăn thần và giảm đau, trị lành các vết thương cũng trong cũng như ngoài đấy các bạn. Và ngoài cái xào với trứng thì các bạn có thể lấy cái đọt non này các bạn nấu với canh thịt đấy, thịt bằm rồi đấy, thịt ba chỉ đấy, rất ngon các bạn ạ. Các bạn mà chưa thử thì có thể hái để thử. Còn về các bạn mà đau lưng hay đau xương khớp thì các bạn có thể lấy cái lá này, cái đọt mấy cái lá này, đọt non rồi đấy, các bạn giải chung với muối hột, sau đó bạn bó vào lưng, các bạn bó vào lưng đấy, bạn bó hẳn vào lưng các bạn, lấy giải bó vào lưng chỗ đau đấy, thì khoảng bó khoảng tầm 1-2 tiếng thì bạn gỡ ra. Một ngày bạn làm liên tục như vậy đấy thì cái tình trạng đau lưng với đau khớp rồi sẽ rất giảm. Các bạn đau gối cũng vậy, các bạn bó vào gối. Còn mà trường hợp đau lưng mà đau nặng các bạn không thể đi được thì các bạn có thể lấy cái lá này, các bạn xào lên, xào lên như muối hột rồi đấy, không các bạn trải lên một cái tấm nệm, trải lên một cái chỗ nào đó, không các bạn nằm lên luôn. Trường hợp bạn đau nặng mà không thể đi đứng được nhiều đấy, có thể dùng cây ngải cứu này hoặc là cây xương rồng bằng chải đấy. Thì nhiều người ta lấy xương rồng bằng chải, người ta nướng lên và ta bó vào lưng hoặc là ta trải lên nằm giống như nãy mình nói đấy. Thì ngồi ra các bạn lấy cây này, lấy cái rễ với thân của nó, thân già của nó đấy các bạn. Cái này là còn non, các bạn lấy thân già ở dưới nè, với rễ các bạn rửa sạch đi, các bạn cắt ngắn đoạn khoảng 5-6 cm đấy, bạn phơi khô và sao lên, sao nóng lên đấy các bạn. Sau đó các bạn đã dành là ngâm rượu, ngâm rượu để bớt xương khớp rồi đấy các bạn, rất hay. Nhà mình thì hầu như lúc nào cũng có một thẩu rượu xương bóp xương khớp của cái cây ngải cứu này nè các bạn. Và cây này nó cũng rất dễ sống, nó cũng giống như bông cúc vậy đấy, các bạn cứ ngắt nhánh rồi dăm xuống là nó sống thôi. Cái này mà nó trồng nó lan ra rất nhanh các bạn ạ, lan ra cái đám luôn. Lúc đầu các bạn ăn chưa quen thì thấy cái mùi nó khó chịu, nói chung là các bạn mà chưa ăn đấy, cái mùi nó cảm giác nó khó chịu lắm, nó hơi nhẫn nhẫn đắng đắng đấy. Nhưng khi các bạn ăn rồi, quen rồi thì cái này rất ngon các bạn ạ. Bạn cứ lấy mấy cái đọt đấy, bạn xào với trứng hoặc là nấu canh thịt rồi đấy. Thì cái này ăn khó ăn giống như mấy bạn mới ăn khổ qua lần đầu vậy thôi. Vết thương mấy vết thương rồi bầm hay là bị tụ máu đấy, bạn có thể lấy cái đọt cây nè, dễ đi, các bạn bó vô chỗ vết bầm, nó sẽ mau tan máu bầm đó các bạn. Đây là cây thuốc rất nổi tiếng trong đông y và trong dân gian chúng ta, cây ngải cứu.